Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ mở hộp và chia tay nhanh cho các bạn một thiết bị là một cái chiếc TV Box. TV Box nhìn chung thì nó là một cái hộp nhỏ, nó sẽ gắn vào TV của chúng ta theo một cái đường kết nối nào đó và giúp biến những chiếc TV thường thành những chiếc TV thông minh, hay chúng ta vẫn biết đến cái tên đó là Smart TV. Nhờ đó thì nó có thể giúp những chiếc TV bình thường của chúng ta có nhiều tính năng hơn, có thể làm được nhiều việc hơn. Và ở đây thì mình đang có một cái thiết bị có tên là FPT Play Box. Thì FPT Play là một cái kênh giải trí đa phương tiện, là một cái kênh xem truyền hình trực tuyến rất là nổi tiếng mà hầu như chúng ta ai cũng đã biết. Và họ đã làm ra một cái sản phẩm có tên là FPT Play Box như thế này. Đối với lại cái thương hiệu FPT thì chúng ta cũng đều biết chất lượng của nó rồi. Ở đây là vỏ hộp, và hộp thì tương đối là lớn nhưng mà cái box thì nó bé thôi. Hộp thì có màu chủ đạo đó là màu đen và màu cam, giống như là cái màu của FPT Play vậy. Ở đây thì mặt trước chúng ta sẽ có các cái biểu tượng. Thứ nhất là cái dòng chữ FPT Play Box với biểu tượng của nó đã này. Ở đây là một số các biểu tượng kênh truyền hình, ví dụ như CNN này, VTV3 này, HTV7 hay là Facebook, những biểu tượng các cái phim. Hay ở bên dưới là nó đã giới thiệu cho chúng ta một số tính năng chính, đó là cái box này có thể giải mã được chuẩn 4K, giải mã được chuẩn nén video H265, hay là hỗ trợ các cái nối không dây như là Wi-Fi, có dây HDMI và có dây nữa là AV. Ở các cạnh bên thì chúng ta sẽ có một số thông tin về phần cứng như sau. Đầu tiên là cái chiếc box này được sử dụng con chip 4 nhân đến từ hai silicon có tên là HI3798M. GPU của nó thì cũng là 4 nhân với lõi ARM Mali 450, giải mã tốt 4K và chuẩn H265. Âm thanh có thể giả lập âm thanh vòng 5.1 và có hai chuẩn kết nối, đó là HDMI và AV. Sẽ có cổng kết nối lần lượt là cổng LAN, cổng Wi-Fi, cổng âm thanh quang USB 3.0 và có một khe thẻ SD nữa. Kích thước thì rất là nhỏ gọn với 10x10 và chỉ dài 2cm thôi. Nó là một cái hình vuông, hình hộp vuông. Và phụ kiện thì nó sẽ có một cái điều khiển, một dây HDMI, một dây AV và một cái dây LAN. Và bây giờ thì mình sẽ mở hộp cho tất cả các bạn cùng xem. Rồi, như bạn thấy thì trên cùng thì đây chính là cái chiếc box rất là nhỏ gọn. Như mình đã nói là nó chỉ có chiều này là 10cm, chiều này 10cm và dày duy nhất chỉ có 2cm mà thôi. Nó rất là nhỏ và nó nhẹ hơn rất nhiều so với những chiếc TV box ngày trước mà mình đã từng có dịp được trên tay. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái hình hộp chữ nhật và nó làm bằng nhựa nhám. Nhựa này khá là mỏng và nó làm cho trọng lượng của máy rất là nhẹ. Bên dưới thì chúng ta có các cái khay đục lỗ như này. Rồi mình sẽ để tạm sang bên này và mở tiếp. Xét về phụ kiện thì đọc ở ngoài bìa chúng ta đã thấy là nó có những gì rồi, nhưng mình sẽ mở lần lượt lại. Đầu tiên trong cái hộp đen này thì sẽ có, à đây là adapter nguồn. Và cái adapter nguồn này có dòng ra sẽ là 12V và 1A. Chúng ta sẽ phải cắm liên tục cái adapter nguồn này khi mà sử dụng cái box, tại vì cái box này sẽ không sử dụng pin mà sẽ sử dụng nguồn xoay chiều. Tiếp theo về phụ kiện thì khi lật này lên, đây mình sẽ có một chiếc điều khiển. Cái remote này tương đối là đầy đủ, chúng ta sẽ có các phím bấm về nút, các phím điều hướng. Nói chung là cái này khá đầy đủ, chúng ta không cần phải mua thêm chuột bay hay là bất cứ một cái phụ kiện nào khác cả. Đây là một cái sợi cáp HDMI được bọc đầu bằng một cái hộp nhựa. Và mình thấy là cáp này nó được mạ vàng và tương đối là chắc chắn, chứ không phải là cái sợi cáp HDMI rẻ tiền mà chúng ta vẫn thấy ở trên thị trường. Mạ vàng rất là đẹp luôn. Tiếp đến thì đây là một cái sợi dây LAN. Đây là một sợi dây nối dài thôi. Cái này có lẽ đã được bấm xoay chiều. Rồi. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ có một cái sợi cáp AV. Cái sợi cáp này sẽ cực kỳ quan trọng đối với những TV đời cũ, tại vì TV đời cũ thì không có cổng HDMI và chúng ta sẽ phải sử dụng cái cổng này, cổng AV. Đặc biệt là với những bạn đang sử dụng TV CRT đời cũ thì rất cần đến sợi dây này. Và đây thì chúng ta sẽ có một vài cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng. Đầu tiên tờ giấy này là nói về điều khoản bảo hành. Chúng ta sẽ được bảo hành cái sản phẩm này trong vòng 12 tháng kể từ ngày mua hàng. Và chúng ta sẽ được một đổi một trong 30 ngày đầu tiên nếu như mà có lỗi từ nhà sản xuất. Đó. Và đây là một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng. Chúng ta sẽ có tiếng Việt, tất nhiên rồi, tại vì FPT Play là của người Việt mà. Sẽ có một số hướng dẫn và bên mặt bên này là tiếng Anh. Rất là đơn giản, dễ hiểu thôi. Rồi và hết. Nếu không kể một cái hói chống ẩm như này. Rồi trước khi nói tiếp về cái chiếc box nhỏ xinh này thì mình sẽ giới thiệu qua một cái tờ giấy. Cái tờ giấy này nó như là một cái tờ rơi hay là một cái poster dạng nhỏ của FPT Play Box. Nó sẽ giới thiệu cho chúng ta một số tính năng. Ví dụ mặt này thì đây là hình minh họa thôi. Chúng ta sẽ có hộp box và điều khiển, nó có tên là hộp giải trí gia đình FPT Play Box. Ở bên trong thì chúng ta sẽ có một vài thông tin. Ví dụ chúng ta đã có cái giá bán lẻ niêm yết của nó là khoảng hơn 2 triệu một chút. Thông số kỹ thuật thì như mình đã đọc rồi, đó là chip 4x2 silicon HI3798M. Và một số thông tin là mình đã đọc rồi, nặng chỉ có 1.5 lạng, thôi, có nghĩa là chỉ bằng một chiếc điện thoại đó. Và một số ưu điểm vượt trội của nó đó là một, không cước thuê bao tháng cho nhóm kênh truyền hình cơ bản, có nghĩa là chúng ta sẽ không phải mất tiền đóng hàng tháng cho những kênh truyền hình mà có thể xem rất là dễ dàng. Thứ hai là kết nối không dây từ Wi-Fi và tương thích tất cả các đường truyền internet. Thứ ba là giao diện đơn giản, dễ sử dụng, thiết kế nhỏ gọn tiện lợi. Và thứ tư, xem truyền hình HD phim 4K, âm thanh 5.1, truyền hình xem lại 72 giờ và tính năng khóa trẻ em.
Thứ năm là chúng ta sẽ có những ứng dụng cài sẵn, ví dụ như YouTube, nhạc số, 4K player, HD online, ABC play, trình duyệt web, đáp ứng mọi nhu cầu giải trí. Và cuối cùng đó là chúng ta sẽ được bảo hành 12 tháng, 1 đổi 1 trong 30 ngày đầu. Đó là những cái thông tin mà một số cái mình đã nói trước đó rồi. Ở đây thì là một số các cái nhóm kênh truyền hình mà ở đây họ đã liệt kê sẵn, ví dụ như 100 nhóm kênh truyền hình cơ bản và 9 kênh truyền hình có thể xem lại trong vòng 3 ngày trước, 5 kênh truyền hình thể thao, 19 kênh chuẩn HD, 14 kênh quốc tế và 20 kênh VTV Cup. Rồi, đây là những giới thiệu qua. Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại với chiếc box nhỏ xinh này. Thực tế là mình cầm quen những chiếc điện thoại và bây giờ cầm sang cái box này thì cũng chả khác gì mấy, dù là nó to hơn cái lòng bàn tay mình một chút. Cái trọng lượng của nó như mình nói rồi, chỉ có 1.5 lạng thôi. Bên trên thì chúng ta có một mặt nhựa nhám hoàn toàn và cái logo FPT Playbox với dòng chữ ở đây. Sờ vào cái này thì hơi trơn trơn một tí. Bên mặt sau thì hộp được đục những cái lỗ như này là để tản nhiệt và chúng ta sẽ có một số cái serial number cũng như là cái địa chỉ MAC ở đây. Model của nó là A312 DC, có nghĩa là dòng vào là 12V 1A. Rồi, và ở bốn góc thì chúng ta sẽ có bốn cái miếng lồi lên như này để có thể cố định tốt trên mặt, cũng như là nó sẽ giúp chúng ta là cách ly cái nền dưới này so với mặt phẳng để mà tản nhiệt tốt hơn. Tiếp theo là về mặt trước thì đây là nơi thu tín hiệu hồng ngoại và chúng ta sẽ có ba cái đèn tín hiệu xanh đỏ. Kế đến là về cạnh trái thì sẽ có hai cổng cắm USB, sẽ có một cổng là 2.0 và một cổng màu xanh là cổng 3.0. Cái cổng 3.0 này rất hữu ích khi mà chúng ta cần xem phim độ phân giải cao ở trên các thiết bị gắn ngoài như USB hay là ổ cứng. Tiếp theo về cạnh bên phải thì chúng ta sẽ có cổng cắm micro SD, sẽ có thể cắm trực tiếp thẻ nhớ để mà xem phim hay là nghe nhạc tại đây. Cuối cùng là về mặt sau thì tất cả các cổng kết nối đều được đặt tại mặt này. Lần lượt từ bên phải sang thì chúng ta sẽ có nút nguồn, kế đến là một cái cổng dây cắm nguồn, cổng AV, cổng HDMI, cổng dây LAN và một cổng chờ. Đó là sơ qua về ngoại hình của thiết bị này và các cổng kết nối mà nó mang theo. Bây giờ thì mình sẽ thử cắm lên TV cho tất cả các bạn cùng xem là nó sẽ có giao diện như thế nào. Vào lúc 4 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, Minh Như cùng 7 vận động viên khác